chào tất cả các bạn nha. Hello, chào tất cả các bạn nha. À các bạn ơi, hôm nay hai vợ chồng mình có tổ chức một cái trò chơi nha các bạn. Đây sao mấy tiếng đồng hồ lặn lội đâu phá được một cái đồng hồ, banh chành cái đồng hồ. Đi làm mệt mình mỏi làm rồi. Được cái vòng quay này nha các bạn. Hôm nay hai đứa quyết định chơi cho thoải mái nha các bạn. Cái đồng hồ này banh chành hết mới được cái vòng quay này nha các bạn. Đó, bây giờ là quay nha. Bây giờ làm cái vòng quay này là quay nhân phẩm nha các bạn. Nó có bao nhiêu số đây mình kẻ ra đây. Số nào theo số đó. Đó. Ví dụ như đó quay vô số 6 là ăn cái gì ở trong số 6 nha. Ở đây mình có cái tờ giấy nè các bạn. Ghi vô. Đó. Gà rán là dễ nhất nè. Tới bánh tráng trộn nè. Chanh ăn lần nữa cái chanh nha. Nửa chanh có muối nha. Đó, rồi tới là chanh, rồi tới thục dầu, rồi rửa chén, rồi phơi đồ một tầng. Cái này hơi bị mặn nè. Rửa chén với phơi đồ một tầng là hơi bị mặn nha. Nhân phẩm anh là không có vô này rồi. Hơi bị mệt nha. Bún là 5 cái nè. Ốc là chỉ có ăn thôi. Rồi số 8 với số 10 là nhịn thèm nha. Ok chưa? Ok. Đó. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Chanh nè. Ở đây bánh tráng trộn có đầy đủ luôn. Cà rán nha các bạn. Bên đây cà rán luôn. Cà rán với lại một sâu viên. Ơi anh ăn cái đó chắc rồi. Chơi gì nữa. Rồi bây giờ hai chồng mình sẽ quay nha các bạn. Đó. Thùng xì chứ. Cái vậy? Thùng xì sẽ ai quay trước phải không? Ok. Ok nha. Anh quay trước là cái chắc rồi đây nè. Quay vậy nè. Mình quyết tâm mình sẽ thắng nha các bạn. Anh sẽ vô số 12. Đây nè, họ quay vậy nè đó. Nó ơi dừng. Cho một cái thôi. Dừng là cái chắc luôn. Rồi, một cái thôi phải không? Vậy. Một cái thôi phải không? Một cái luôn, hai thắng rồi quay trước luôn nha. Rồi quay trước. Thấy không, anh thắng liền đó chưa. Nè, giờ mình quay nha các bạn. Cái này anh quay là vô chắc ăn rồi. Đường nào mà chạy khỏi. Quay đây. Quay xong quay đây, bây giờ mình quay nha các bạn. Để ngay số 12 giờ lấy hình. Không nè. Không, để ngay số 2 ngày giữa vậy nè. Ừ, đó, rồi. Vậy, đó. Vậy cho nó công bằng chứ. À, quay là phải quay nhanh lên nha. Số 8. Qua lượt rồi, số 8 với số 10 là nhìn thèm các bạn. Yeah. Đồ gì? Mới quay vòng đầu. Số 8 với số 10 là nhìn thèm nha. Cái nhìn thèm. Ơi. Đây. Đây số 8 nha các bạn. Tốt nha các bạn. Đó, hai. Đây. Quay là số 10 12. Một người mấy vòng? Phải, bây giờ mới giao luôn, người mấy vòng? Người một vòng chứ. Không, ý là hồi quay một vòng này, vòng nữa, hai vòng thôi nha. Hai vòng đó. Rồi quay đi, giờ quay tiếp vòng nè. Hấp dẫn quá. Cái gì? Vậy số 12. Số 12 nha các bạn. Cái đẹp gái gì? Gà gán cho các bạn. Đó. Đây. Trời ơi, nhân phẩm rồi. Để cái này qua một bên đi. Rồi, xong rồi các bạn ơi. Xong rồi. Thứ nào chưa nói nữa. Đi làm về đó bụng đây nè. À, thấy không? À, các bạn coi nè. Ôi, thèm. Chấm tương ớt nữa hả? Chứ sao? Ăn uống gì trời ơi. Ôi. Không quay số 8, số 8 đẹp gái. Đây, ông mời tất cả các bạn nha. Mẹ mời Sugi nha. Đó, coi nè, coi nè. Trời ơi. Ngon. Ồ, ăn uống vậy. Ừ, ngon. Cái đồ gà gái thêm cái sâu này nữa trời. Khoai trà đã. Ơi. Để các bạn coi sâu này nè. Trời ơi. Thử. Ồ. Cái đồ như vậy nha.
à, có người không được ăn các bạn. Thôi như đây mà lỡ có giặt đồ cứ chán từng siêu tám, siêu tám đẹp gái quay gái cho người ta. Nhân phẩm của anh bữa nay coi như là bỏ rồi. Hên thôi, hồi anh quay vô 12 cho coi nè. Ừ, 12 ăn rồi, rồi qua quận luôn rồi. Còn được dĩa bánh tráng cộng nha các bạn. Cơ hội còn được một lần. Ăn rồi á. Không thèm à, không là... ăn. Anh bị hụt dầu nè. Cái gì vậy? Dễ à. Dù gì chứ đừng quay vô rửa chén vô phơi đồ một tầng là được á. Quay vô rửa chén phơi đồ một tầng uống luôn á. Ngon lắm luôn các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ hạnh phúc nha, luôn tràn đầy sức sống và năng lượng để làm việc nha. Chanh kìa. Đẹp ngon. Gái vậy nè các bạn. Thôi anh đó. Chị làm về đó bụng mà quay kiếm này mà ngồi bóc quay vô cho tao đẹp gái đi. Dạ hả? Cái vậy? Này nó không ngon đâu. Nè, tao mời nhiệt tình chứ tao không mời. Tao mời nhiệt tình luôn á. Rồi, không ăn. Mời tất cả các bạn nha. À, mời Su Ghi nha. Mời gái đi. Mời gái yêu chứ mỗi lần quay clip là gái yêu cứ giận hờn cha với mẹ là không có mời con. Không mời anh luôn. Ừ hả? Mời anh đi anh ăn nhẹ, ăn nhẹ thôi. Ừ, không giận. Đi làm về mà có cái này đâu. Ăn tương ớt rồi đó. Ô, ăn uống gì. Đang cử bơ gà gác đâu gà gác. Ai hốt rồi mà. Thôi, mình đánh cộng thì dằn thì giải qua anh đánh cộng rồi. Đưa cái vòng quay đây coi, cái vòng quay gì đẹp gái gì trời. Công trình mình làm cái vòng quay này luôn á. Công trình mình làm cái vòng quay ở dưới đây mình đổ xi măng nè. Bằng cái chậu bông. Nên đây mình phá banh luôn cái đồng hồ. Bây giờ quay đẹp gái quay. Quay vô số 8 đây, quay lại cái nữa này. Quay lại cái đây mà. Coi ăn cái gì. Ơi, thứ chín dầu người ta gái số nè ăn thử đi con. Thôi không ăn số trời ôi chứ mà nhiệt tình lắm á. Thôi cái đẹp gái thì cái nhân phẩm ở vòng quay này hơi bị đỉnh luôn nha các bạn đó. Trời ơi số 2 trời ơi rửa chén. Hên là dòng này không có chơi nha. Hên là dòng này không có chơi à, dễ rửa chén hột dầu được không ạ. Quay rửa chén hột dầu không quay đẹp gái chơi. Ôi không ăn thôi ăn hết đi rồi chơi dòng nữa nè. Vợ chồng không mà còn dòng cuối cùng nha. Hai dòng thôi, dòng nhân phẩm rồi gỡ lại vòng thôi. Anh yeah, hai vòng thôi hả? Quay vô bánh tráng trộn nghe coi. Đây các bạn coi nè. Dĩa bánh tráng trộn nè. Ôi ôi. Quá trời luôn. Trứng cút rồi các kiểu con đà điểu luôn. Cái này mà ăn một cái. Hết trời. Tẹt cái này. Vô đi. Ăn nghiệt lên. Trời ơi, chịu không nổi. Ăn lâu mà. Trời ơi, nhân phẩm đẹp gái gì trời. Ừ, sao quay số 8. Không, để con một bên đi. Cái này công kỵ công trình mình làm. Cứ có ngại coi nữa mà. Chơi vòng nữa hay vậy? Ừ. Chơi vòng nữa đi. Để này qua bên đi. Chơi cho anh nhịn thèm chơi nè. Coi nhân phẩm okay, em bây giờ. Để coi Út ăn bánh tráng trộn nha các bạn. Gỡ lại nha các bạn. Vậy ai quay trước nè.
Anh quay trước đi. Đi rồi. Anh quay trước đi. Anh quay trước không? Giờ tới anh quay nha. Bây giờ tới mình quay những cái nó gỡ lên nha các bạn. Thì gỡ gạt là những gì đã mất. Số 12 thì nếu không khéo thì mất luôn những gì đã có. Số 12 nè. À, bỏ kim ngày kim 12 giờ nha các bạn. Rồi bây giờ tới mình quay nha các bạn. Quay dâu giặt đồ rửa chén một tầng nè. Bảy. Ngay giữa rồi. Ngay giữa quay lại nha các bạn. Thôi cho ngay số 12. Số 2. Rửa chén phơi đồ một tầng nha. Này nha các bạn, mình không có ăn gian nha. Úc không có ăn gian đâu nha. Đây. Số 2 nha. Đẹp rửa chén với phơi đồ một tầng nha các bạn. Cái nhân phẩm của anh gì lâu quá. Nhân phẩm của anh là thôi bỏ. Trời ơi, mẹ tới quay nha. Rồi, về đây. Ngay chưa, ngay đó. Rồi. Đâu. Quay nhẹ quá vậy. Này nó ngay mũi nữa rồi. Rồi quay lại. Để sửa cho nó xem hả. Quay nha. Đây. Quay nha, số 12. Gà gán nữa hả? Gà gán nữa bỏ rồi, quay lại. Gà gán ăn rồi mà. Quay lại nha. Trời ơi, cái nhân phẩm mình còn tốt lắm nha. Ăn bánh tráng trộn rồi. Đủ trời. Số 12 nữa rồi. Sao số 12 hoài vậy? Cái vòng quay này mình làm rồi sao nó nhân phẩm nữa, hôm nay kỳ nha các bạn. Rồi quay đây. Số tới quay mạnh đó, quay mạnh lên mới được. Quay vậy. Cái đó số 6 mà. Cái gì? Cái đó số 6 mà. Quay mạnh lên. Hơi mạnh lên mới được. Mạnh dù dù lên nó mới ấy được. Anh thua rồi, anh bắt ha. Ừ, quay vậy đó. Số 6. Chanh. Nữa. Ủa, số 6 này số 9 vậy? Cái gì? Số 6. Số 6 hả? Số 9 đây nè. Nữa trái chanh. Nữa trái chanh đây. Dỗ. Đây nha các bạn. Trời ơi, quá trời rồi. Tới là nửa trái chanh. Ăn đi cho vừa bụng, còn bánh tráng hả? Đây. Quá đẹp trời. Gái quay vô gửi chén. Các bạn. Phơi đồ. Cái vòng quay. Miếng nào đây trời. Ôi, nó chua. Trời ơi. Đó, mời tất cả các bạn nha. Thôi chấm nhiều đi, chua lắm. Thôi luôn. Chịu không nổi. Ngon. Để thấy là hai miếng đó nha. Đỏ mặt ở đây kìa. Ngon. Chảy chút miếng luôn Hoàng ơi. Chuyện nhỏ. Hôm nay mình ngồi mình nhịn ăn một đồ gà gác rồi mình nhịn ăn chanh nữa thôi. Nhân phẩm đẹp gái. Rồi với đồ nữa chứ. Mời tất cả các bạn nha. Ăn với Út nửa miếng chanh nha. Đây, Út mời anh nè. Thôi không mềm luôn. Ăn thử miếng thì ngon lắm. Mẹ mời Sugi nha. Rồi cái phơi đồ cái đẹp gái. Cái phơi đồ này. Chắc ngồi dục luôn quá. Cái vòng quay. Khoai chưa? Khoai chưa? Ê kéo dài. Cái chua ha. Rồi chén phơi đồ. Rồi nha các bạn vậy? Không xong nữa trái danh rồi nha. Giác là giác luôn. Rồi giờ chơi nữa không? Chơi nữa không? Chơi vòng nữa đi. Chơi vòng nữa nha. Chơi vòng nữa để gỡ gạt lại nha các bạn. Dạ tới mình quay nè các bạn. Phải lấy lại những gì đó mất chứ. Rồi. Bây giờ tới ăn. Bây giờ chanh rồi. Ừ. Thì gán rồi, rửa đồ phơi chén, rửa chén phơi đồ rồi. Còn có cái bánh tráng trộn. Cái nhìn thèm của anh cũng rồi à. Bây giờ thì còn bánh tráng trộn không? Bánh tráng trộn số mấy? Để bánh tráng trộn số 3. Không, hồi là tới anh thục dầu 10 cái nè. Dì, có giờ tới mình quay nha các bạn. Ngày số 12 rồi nha. Hồi quay mạnh nha, không có gian nha. Đó. Quay là phải quay chơi gõ nét vậy nè.
Số 2 là... Thêm tầng nữa hả? Cứ chén vừa đầu gái gì? Sao quay lại đó? Tại vì cái đó qua rồi. Phải quay lại thôi. Ai sửa lại số 12 nè. Rồi. Chơi phi thơm lây đàn quay. Dòng này nữa nghĩ nha, dòng cuối đó nha. Sao định mệnh. Định mệnh vô số 2 đó các bạn. Cái số anh là ngủ chán gì giật đầu rồi, anh đừng có bàn cái nữa. Cái đẹp gái gì. Rồi. Quay rồi. Quay nữa đây. Thôi, hết quay rồi. Quay vòng nữa gỡ 3 tầng luôn á. Đó, đây đâu đó. Ủa quay được quá chán cậu, còn mới kết thúc rồi chơi à. Trời ơi, giờ gán nữa hả? Bây giờ sao? Còn đâu nữa mà. Nãy giờ cái vòng quay đó nó có vấn đề gì không vậy? Số mấy vậy? Số 6. Số 9. Nãy số... thuộc dầu 10 cái. Thuộc dầu 10 cái. Đâu, số 9 này đây, số 6. Số 9, kế số 10. Số 9. Đây, thuộc dầu 10 cái nha các bạn. Rồi. Có thưởng đâu phải có phạt. Cái đẹp gái gì vậy? Chưa phan. Rồi, xem chưa? Chưa, phải quay đứng lên. Đứng lên đây, thuộc dầu đàng hoàng. Đàng hoàng. Đứng lên luôn. Đâu đây? Thục 10 cái đàng hoàng. Vậy hả? Chứ sao nắm đôi tay đàng hoàng. Rồi nè. Rồi. Rồi thục đi. 10 cái nha. Ừ. Thục cái đàng hoàng. Con nha. Trời ơi gái. Thiệt chứ dữ dằn hay chứ ăn có một miếng gà gáo thôi mà ăn ha, bị phạt hết 2 cái rồi. Ăn chanh với lại hột dầu. Vậy chơi nữa không? Bánh tráng thì chưa. Thôi thôi vòng quay á đù rồi. Quay nó giờ không có vô được cái gì hết trơn à. Chơi nữa không? Thôi nghỉ rồi. Cái vòng quay đẹp gái thì chứ quay gì đâu vô rồi. Nghĩ sao rồi rửa chén phải đồ. Quay vô 2 tầng luôn mới chịu. À vậy là anh phải rửa chén kêu phải đồ 2 tầng. Một tầng à. Một tầng. Một tầng sau rồi quay lại. Các bạn ơi, các bạn có thích những cái trò chơi hai chồng mình thì chơi vui vậy, các bạn tặng cho vợ chồng mình like nha, rồi hãy bấm đăng ký kênh, rồi chia sẻ clip cho tất cả cặp vợ chồng đi chơi vậy cho nó công bằng. Về nhà đi làm mệt rồi khỏi cần ai tranh giành hết đúng không? Không biết công bằng không mà nhìn đẹp đó giờ. Đẹp gái. À, chúc các bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng nha. Clip cũng khá dài, hai chồng mình xin kết thúc clip đây nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ nha. Rồi, bye bye, xin chào các bạn. Bye.